À, xin chào tất cả. À, em xin chào, anh xin chào cả hai nha. Một, một hai ba nha. Một hai ba. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người má. Anh đưa em một tờ giấy dài như thế này để học nãy giờ rồi mà sao còn sai nữa. Lại nha. Chào mọi người nha. Một. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đã là mùng 1 Tết rồi và gia đình chúng em, gia đình họ Mạc, Mạc Văn Khoa, Mạc Linh Đan và vợ em là Trần Thảo Vi đang đứng cạnh một cây mai mà mai vàng quá trời vàng, nở quá trời nở luôn. Xin được có những lời chúc năm mới tới tất cả mọi người. Em chúc trước đi. Năm mới xin chúc tất cả mọi người phát tài, phát lộc, sức khỏe dồi dào và thành công trong tất cả mọi việc ạ. Thấy anh, con từ từ em chúc xong anh phải vỗ tay chứ, chúc hay mà đó, con cũng mỉm cười này, trời ơi. Thôi tới em nha. Cười. Ôi trời ơi mọi người ơi, hơn 2 tháng nay hôm nay mới cười được một phát em. Có khả năng là khoái quay video đấy. Ủi có tố chất rồi mọi người à. Sau này vớ vẩn là có diễn viên hài Mạc Linh Đan đấy. Thôi giờ tới em nhé, hôm nay thì đã là mùng 1, hôm nay đã là mùng 1 Tết và chính thức bước sang năm mới rồi. Thì em xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều hạnh phúc, có thật nhiều niềm vui, có thật nhiều may mắn, có thật nhiều tiếng cười trong cuộc sống. Thật sự thì đối với gia đình nhà em thì nụ cười rất là quan trọng. Tụi em thì kiểu như là lúc nào cũng muốn trong căn nhà có nụ cười hết á, đúng không em? Dạ đúng rồi anh. Đấy, vì vậy nụ cười rất là quan trọng trong cuộc sống này. Dù chuyện gì xảy ra là chúng ta cứ cười một cái để cho nó thoải mái và thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, đúng không? Vì vậy thì hy vọng rằng năm mới thì mọi người sẽ có, đầu tiên là sức khỏe này, có được sự hạnh phúc, may mắn và lúc nào cũng có nụ cười ở trên mồm nha mọi người ơi. Nụ cười quan trọng lắm. Đấy em. Em chúc rồi mà. Ủa tới là nụ cười quan trọng lắm mọi người nha. Mà bây giờ gia đình em cùng cười một cái nha. 1, 2, 3. Ngủ luôn rồi. Con ngủ rồi mọi người ơi. Đây là năm đầu tiên làm bố, cho nên là quay một cái clip gửi tới những lời chúc tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc tới gia đình em, cũng như là chúc tới con em là Mini, hay là tên đầy đủ là Mạc Linh Đan, tới vợ em. Ngày hôm qua là sinh nhật của vợ em luôn, là 30 Tết. Nhưng mà những năm trước thì em có tặng quà, nhưng mà năm nay thì em không tặng quà. Bởi vì là đây, trên tay đang là một cái món quà, đúng không em? Đây, món quà vô giá mọi người. Thôi bây giờ thì gia đình em xin phép được kết thúc cái video tại đây nhá. Chúc mừng năm mới. 1, 2, 3 nha. Chào tạm biệt nha em. Người hay là các bạn? Mọi người nha. 1, 2, 3. Xin chào tất cả mọi người. Mới nói mọi người mà. Rồi. 1, 2, 3. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mừng năm mới.